Xin thân mến kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đang cùng truy cập vào kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Mọi vấn đề về tư vấn, phối ghép và trực tiếp đặt hàng tất cả các sản phẩm tại cửa hàng của Phụ Kiện Audio, các bác và anh em chúng ta có thể nhắn tin, gọi điện cũng như là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây 0835318889. Nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì rất mong các bác và anh em nào đang theo dõi video mà chưa ấn nút đăng ký kênh thì có thể bỏ ra từ 5 cho đến 10 giây quý giá của mình để ủng hộ Phụ Kiện Audio tiếp tục phát triển kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo ngay phía bên cạnh để có thể thường xuyên cập nhật được những video mà Phụ Kiện Audio quay lên mỗi ngày. Quý vị và các bạn, các bác và anh em thân mến, để tiếp tục những chuỗi video giới thiệu test sản phẩm và báo giá những mẫu mã sản phẩm củ loa chép rời thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em một dòng loa chép đến từ Đan Mạch của hãng Dali, một dòng loa chép từ neo cao cấp để các bác và anh em chúng ta phối ghép cho hệ thống dàn âm thanh nghe nhạc chuyên nghiệp của chúng ta. Và đây là một dòng loa chép rất là đẹp. Ngay bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết về sản phẩm để các bác và anh em chúng ta cùng nhau tham khảo. Sau đó thì em sẽ test sản phẩm và cuối cùng thì em sẽ báo giá sau các bác và anh em nhé. Đầu tiên đây là mặt trước của sản phẩm này, thì mặt loa đây thiết kế 4 lỗ bắt ốc này, để nếu như mà các bác và anh em chúng ta muốn độ chế thay thế vào trong thùng hoặc là đóng loa dựng loa thì có thể là bắt ốc này vào trong thùng này. Đấy, mặt loa rất là đẹp như này và những cái đường viền ở dưới này các bác nhé, đường viền ở dưới này đều có những cái đệm mút xốp như này, xung quanh đường viền thì đều có những cái đệm mút xốp như này. Họng loa thiết kế rất là đẹp này, các bác và em nhìn cái nước sơn, quan trọng nhất là cái nước sơn đây, các bác và em nhìn cái nước sơn này. Rất là đẹp luôn, cực kỳ tuyệt vời. Mặt loa đây ạ, 4 lỗ bắt ốc. Và em sẽ đo luôn kích thước mặt để các bác và anh em chúng ta tham khảo nhé. Kích thước mặt ở đây là hơn 10 phân một chút. Chính xác của nó là 10,2 cm các bác và anh nhé. 10,2 cm kích thước mặt trước. Đấy, kích thước mặt trước là 10,2. Phần củ từ neo phía bên dưới nó rất là nhỏ thôi. Củ từ neo nó nhỏ đúng bằng cái mặt ốp đằng sau như này. Đấy, nó chỉ nhỏ đúng như này thôi. Nhưng mà từ trường của nó thì rất là khỏe. Đấy, dòng loa chép Dali, model sản phẩm là K35. Công suất chịu tải là 120W. Công suất chịu tải khá là lớn các bác và em nhé. Độ nhạy là 92 dB này. Và cái đặc biệt của dòng loa này đó chính là hỗ trợ trở kháng từ 4 cho đến 8 ohm. Đấy, hỗ trợ trở kháng từ 4 cho đến 8 ohm. Và thiết kế cái mặt đằng sau này, họ thiết kế những cái đường răng cưa như này, giúp tản nhiệt cho loa, giúp loa này hoạt động liên tục trong một thời gian dài, nó vẫn giữ vững được cái sự ổn định các bác và em nhá. Cái tiếng nó không bị méo đi. Đấy, mặc dù là loa bên trong củ từ nó có nóng lên nhưng mà nó đã được tản nhiệt ra bên ngoài rồi, hoạt động ổn định liên tục trong một thời gian dài, không bị nóng loa. Đấy, các bác và em nhìn cái mặt đằng sau này. Dali K35, số series của sản phẩm ở đây. Công suất chịu tải 120W, độ nhạy là 92 dB và hỗ trợ trở kháng từ 4 cho đến 8 ohm. Và toàn bộ cái mặt ốp đằng sau này thì nó có kích thước là 6,5 cm các bác nhá. Kích thước là 6,5 cm. Còn củ từ neo thì nó chỉ rất là nhọn, còn củ từ neo nó rất là nhỏ thôi, nó chỉ nhỏ đúng bằng cái mặt ốp này thôi các bác này. Củ từ neo. Đấy. Các bác và anh em chúng ta dùng những cái dòng loa chép từ neo hoặc là dòng loa bát, loa trung từ neo có thể biết rồi, cái củ từ của nó rất là nhỏ nhưng mà cái từ trường của nó rất là khỏe. Đấy. Loa những cái dòng loa từ neo thì đem đến những cái chất âm rất là tuyệt vời, dòng loa bát, loa trung hay loa chép đều thế. Đây là phần củ rời của sản phẩm và đây em sẽ có cả những cái cấu hình mà lắp đầy đủ cả chân, cả bảng mạch phân tần này nữa để giúp là cắt tần số, lọc tần số cho loa chép chuẩn xác nhất có thể các bác và anh em nhé. Nó sẽ cắt toàn bộ cái dải tần số thấp đi, chỉ cho cái dải tần số cao đi qua thôi để phục vụ riêng cho loa chép. Và mạch phân tần này nó cũng có chức năng là bảo vệ loa chép của các bác và anh em nữa. Đây là một cấu hình là lắp mạch phân tần T3 các bác nhá, lắp mạch phân tần T3 tụ đỏ này, tụ đỏ 2.2mV 400V, trở sứ 15W 10RJ này, cuộn xeo cảm này, sợi đồng mạch chuyên cho loa chép, có lõi sắt từ bên trong này và một con tụ điện giúp giảm bớt cường độ dòng điện đi vào loa để tránh tình trạng bị cháy loa khi hoạt động ở công suất lớn. Đó là mạch phân tần T3, còn có một phiên bản nâng cấp hơn nữa, đó chính là mạch phân tần T5. Đây, mạch phân tần T5 các bác và em nhé. Ở mạch phân tần T5 thì nó chỉ thay đổi đúng một con tụ thôi. Con tụ ở đây đã được thay bằng con tụ đen, cũng là tụ 2.2mV 400V, nhưng mà là dòng tụ đen, nó xịn hơn các bác và em nhé. Tụ cho mạch phân tần chép là T5, trở xứ vẫn thế thôi. Tụ điện này, cuộn xeo cảm này, nó sắt từ bên trong và sẽ đầy đủ dây dẫn như này để về các bác và anh em chúng ta kết nối với dàn âm thanh của mình thì chúng ta nghe nhạc các bác và anh nhá. Một loa chép từ neo là chỉ nghe nhạc thôi chứ không hát karaoke được, để các em cũng tư vấn trực tiếp trong video với các bác và anh em luôn là dòng loa này chỉ để nghe nhạc thôi, nghe nhạc chứ không hát karaoke được các bác và anh nhá. Hát bây giờ thì em sẽ test chất âm của dòng loa chép từ neo Dali K35 này để các bác và anh em chúng ta cùng nhau thẩm âm và nghe thử. Em sẽ test cả hai mẫu mạch phân tần, mẫu đầu tiên là mạch phân tần T3 và mẫu thứ hai là mạch phân tần T5,
để các bác và anh em chúng ta có sự so sánh giữa hai mẫu mạch phân tần này để chúng ta lựa chọn mua sắm phối ghép cho thiết bị dàn âm thanh của mình để bổ sung, bổ trợ giải chép còn thiếu cho dàn âm thanh, giúp những cái phút giây nghe nhạc của các bác và anh em chúng ta được trọn vẹn hơn. Đấy. Và hai mẫu mạch phân tần T3 và T5 này nó chỉ chênh nhau 20.000 đồng thôi các bác và em nhé. Nó không chênh nhau nhiều quá đâu, nó chỉ chênh nhau 20.000 đồng thôi, chênh lệch mức giá của nhau 20.000 đồng. Để em chuẩn bị dây dẫn kết nối sản phẩm, các bác và anh em chúng ta nghe thử nhé. Và để tránh làm mất thời gian của các bác và anh em thì vừa xong em đã tạm dừng một chút để chuẩn bị dây dẫn kết nối sản phẩm, test sản phẩm. Em đã chuẩn bị dây này là câu trực tiếp từ đằng sau âm ly ra này. Bây giờ thì em sẽ test chất âm trực tiếp để các bác và anh em chúng ta cùng nhau thẩm âm và nghe thử dòng loa chép này nhá. Đầu tiên là mẫu sản phẩm loa chép từ Neo Dali K35 tích hợp mạch phân tần chép T3 này. Em sẽ chuyển qua mẫu mạch phân tần chép T5 các bác và anh em nha. Em sẽ chuyển qua lại T3 một lần nữa để các bác và anh em chúng ta nghe kỹ hơn này. Chuyển qua lại T5. Vừa xong là bản test chất âm của dòng loa chép từ Neo cao cấp của hãng Dali đến từ Đan Mạch với model sản phẩm là K35. Rất mong nhận được những cái nhận xét, ý kiến đánh giá riêng của các bác và anh em dưới phần bình luận của video này về dòng sản phẩm củ loa rời chép từ Neo Dali K35. Và ngay bây giờ thì em sẽ thông báo mức giá của sản phẩm để các bác và anh em chúng ta cùng nhau tham khảo nhé. Đầu tiên là về phần củ rời như này, một cặp củ rời 2 chiếc. Có mức giá là 1.250.000 đồng một cặp 2 chiếc các bạn nhé. Đó là về phần củ rời. Còn cấu hình mà lắp đầy đủ cả chân, cả bằng mạch phân tần. Đầu tiên là mạch phân tần chép T3 thì có mức giá là 1.450.000 đồng. Còn chuyển sang mạch phân tần chép T5, tích hợp mạch phân tần chép T5 thì nó thêm 20.000 đồng nữa. Thêm 20.000 đồng nữa là 1.470.000 đồng các bác và em nhé. Lắp mạch phân tần T3 thì là 1.450.000. Còn lắp mạch phân tần T5 thì là 1.470.000 đồng. Toàn bộ mức giá vừa xong em báo đến với tất cả các bác và anh em thì là đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Các bác và anh em chúng ta nhận hàng, chúng ta kiểm tra đúng hàng, đúng như mẫu mã mà phụ kiện audio quay lên giới thiệu thì các bác và anh em chúng ta mới phải thanh toán. Và mọi thông tin chi tiết về tư vấn, phối ghép và trực tiếp đặt hàng những mẫu mã sản phẩm củ loa rời này thì các bác và anh em chúng ta có thể nhắn tin, gọi điện cũng như là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây 0835318889. Em xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại là 0835318889. Nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.